Thưa quý vị, huyện Bắc Yên là địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, trong đó người Mông chiếm hơn 42% dân số toàn huyện, đời sống nhân dân còn vất vả. Khắc phục mọi khó khăn vất vả, thời gian qua cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng công an xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền thực hiện đề án 06 của chính phủ, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Trong đó, việc sử dụng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tiếng Mông, đã và đang được cán bộ chiến sĩ công an xã Hồng Ngài thực hiện và được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Nhưng ta nhận được thẻ căn cước công dân tua phải xá cho công an xá tua qua định danh điện tử mức 2 cho nên đâu. Tỏ căn ổn đang đã chi phí lý đâu. Với đặc điểm địa bàn xã Hồng Ngài, dân tộc Mông chiếm 80% dân số và tôi cũng là một cán bộ là người dân tộc Mông. Do vậy, chỉ huy công an xã cũng như các đồng chí trong công an xã đã nảy ra một ý tưởng là tuyên truyền đến bà con nhân dân làm định danh điện tử và làm thẻ căn cước công dân. Trong một thời gian triển khai thì chúng tôi nhận thấy cách làm này rất là hiệu quả và bà con rất là ủng hộ lực lượng công an. Trực tiếp tổ công tác là những người đồng bào, người Mông trực tiếp đến nhà để giải thích cho họ hiểu cái ứng dụng này nó đi vào đời sống mình. Đấy, thì là thông qua cái ứng dụng này sẽ biết được thông tin hộ khẩu, hồ sơ cư trú của mình. Đấy, thì là từ đó để giải thích cho bà con nhân dân thì bà con nhân dân rất là hiểu và chủ động hơn trong cái việc tiếp cận và học hỏi để làm sao cài đặt kích hoạt tài khoản định danh. Bản thân em trước đây đã được các anh công an xã làm căn cước công dân cho rồi. Hôm nay cũng đã được đến tận nơi để kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tôi đã gần 70 tuổi, không đi xa được. Nay được các anh công an xã về tận nhà để hướng dẫn cài đặt định danh điện tử. Bản thân tôi rất vui. Thông báo lỗi sửa đổi. Nhìn nó lấy chi dòng sổ khẩu đó. Nhưng mà nhận thẻ căn cước công dân đi. Nhưng con nhận được thẻ căn cước công dân tôi tỏ xa lấy hoa định danh điện tử cho nên. Tỏ con ơi, quân ông đó đã chia chi phí lý cho sổ đổi.